hoàn thiện bằng cách sống giống như Thiên Chúa. Kính thưa quý bạn chị em thân mến, Chúa Giêsu mời gọi tất cả các môn đệ và mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống hoàn thiện như Thiên Chúa là đấng hoàn thiện. Vậy thì hoàn thiện là cái gì? Hoàn thiện là hoàn toàn thánh thiện, hiểu đơn giản vậy thôi. Đó. Và chúng ta thấy rằng Thiên Chúa của chúng ta là đấng hoàn toàn thánh thiện. Nơi Thiên Chúa không vết nhơ, không tỳ ố, không có tội lỗi. Đó. Thì Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở nên hoàn thiện là như vậy đó. Là làm sao mỗi ngày sống của chúng ta hoàn thiện bản thân mình, là mình làm cho mình mỗi ngày mỗi trong sạch hơn, mỗi ngày mỗi thánh thiện hơn, mỗi ngày mỗi đẹp hơn, để trở nên giống Thiên Chúa của mình. Đó là điều mà Chúa Giêsu mời gọi. Nhưng mà bây giờ ai trong chúng ta cũng hiểu như vậy đó. Mà mình đặt vấn đề là tại sao Chúa lại đòi hỏi cao như thế? Con là con người mà, phải không? Nhưng mà chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa là đấng thánh thiện. Vậy thì chỉ có những con người hoàn toàn thánh thiện thì mới ở được với Thiên Chúa đời đời thôi. Vậy thì bây giờ muốn ở với Thiên Chúa đời đời chắc chắn phải giữ cho mình sự thánh thiện đó. Nhưng bây giờ mình làm bằng cách nào? Đơn giản lắm. Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng á, hãy yêu thương tất cả mọi người, kể cả kẻ thù. Vậy thì nói một cách đơn giản hơn, Chúa của tôi là Thiên Chúa tình yêu. Ngài cho mưa rơi trên tất cả mọi người. Ngài cho mặt trời chiếu soi tất cả mọi người, không có phân biệt ai hết. Vậy thì bản thân chúng ta cũng vậy. Chúng ta chỉ có thể trở nên hoàn thiện giống như Thiên Chúa khi chúng ta cũng yêu thương người khác giống như Chúa yêu người ta. Nghĩa là tình yêu nó không phân biệt, không có sự xa cách, không có sự thù hận nơi mình, thì chắc chắn chúng ta giống Thiên Chúa thôi. Cái sự hoàn thiện là như vậy đó. Nhưng mà chúng ta thấy chúng ta là con người mà, người trần mắt thịt mà. Hôm nay thì thương, ngày mai giận đấy. Hôm nay thì khen, mai chê. Đó. Rồi hôm nay thì vui vẻ với nhau, ngày mai thì không thèm dòm nhau. Chúng ta mưa nắng lắm, mưa nắng thất thường lắm. Không giống như Chúa. Chúa là yêu luôn, không có đổi. Còn chúng ta thì thích thì yêu, không thích thì thôi. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy rằng hôm nay có thể là bạn với nhau, ngày mai có thể quay lưng là thù. Bởi vì chúng ta mang trong mình một tình yêu ích kỷ. Chúng ta yêu bản thân của chúng ta hơn là yêu người khác, kể cả Chúa. Còn Thiên Chúa chúng ta đó, mang trong mình một tình yêu quảng đại. Cho nên tình yêu của Ngài là luôn luôn cho đi à. Bất chấp luôn, cái người mình yêu không yêu mình cũng vẫn cứ yêu luôn. Cho nên Chúa Giêsu nói ngay trong bài tin mừng hôm nay này, nếu các con yêu thương cái người các con thích, các người yêu thương con thì có ơn ích gì đâu, có hơn gì người ta đâu. Vậy thì tôi cũng ăn miếng trả miếng với người ta mà. Thiên Chúa thì không như thế. Thiên Chúa bất chấp khi con người yêu Chúa hay không yêu Chúa thì Chúa vẫn yêu con người. Bởi vì Thiên Chúa mang trong mình một trái tim quảng đại, một trái tim sự cho đi. Cho nên lấy cái hạnh phúc của người ta là hạnh phúc của chính mình. Còn chúng ta thì khác, chúng ta mang trong mình một tình yêu ích kỷ mà. Cho nên hợp thì chơi, không hợp thì nói xấu. Đó, vậy đó. Cho nên làm sao mình hoàn thiện được? Đấy, làm sao mình hoàn thiện được? Cho nên nếu chúng ta muốn sống hoàn thiện, nghĩa là hoàn toàn thánh thiện, thì chúng ta phải mang trong mình một trái tim quảng đại giống như Chúa cơ. Và điều này không phải là một sớm một chiều làm được đâu. Mỗi ngày đều phải luyện công. Người ta nói xấu mình vẫn phải cười tươi. Người ta chơi xấu mình vẫn phải yêu thương. Phải luyện công. Và luyện bằng cách nào? Nhớ nhìn thập giá, thấy Chúa thương mình, Chúa yêu mình, mặc dù mình không xứng đáng, mà Chúa phải vác mình trên vai của Chúa. Thì mình xem những anh chị em mình nói xấu mình câu, nói kháy mình câu, chuyện nhỏ, không ăn thua gì, tội tôi lớn hơn, Chúa đặt tôi trên kia kìa. Vậy thì bỏ qua. Đó, cứ như vậy đó, cứ như vậy đó. Nhưng mà quý bà chị em yên chí đi, Thiên Chúa thương chúng ta lắm.
Cho nên Chúa biết chúng ta ở trần gian này mưa nắng kiểu đấy đấy. Cho nên chắc chắn chúng ta không thể nào trở thành con người hoàn toàn thánh thiện như Chúa được đâu. Cho nên Chúa dọn sẵn một chỗ rồi. Mà con hay nói vui vui với các ông bà anh chị em trong các lớp dạy học đó là gì? Chúa đặt cho chúng ta một chỗ tắm trắng. Luyện ngục á, là nơi tắm trắng. Nơi đó chúng ta khi chúng ta qua đời, chúng ta còn mang trong mình những vết nhơ tội lỗi, còn vương vấn tội lỗi gì đó, thì thời gian ở luyện ngục là thời gian Chúa thanh luyện chúng ta. Chúa tắm trắng cho chúng ta. Tắm đến mức khi nào chúng ta trắng tinh tuyền như Chúa thì lập tức bay lên trời ở với Chúa. Cho nên yên chí đi, ở trần gian mà chưa trắng đủ thì sẽ có một nơi tắm trắng. Yeah. Thời gian đó là thời gian Chúa dùng tình yêu của Chúa để gột rửa tâm hồn chúng ta, để chúng ta trở nên tinh tuyền giống như Chúa. Lúc đó chúng ta mới đạt đến sự hoàn hảo giống như Thiên Chúa, và thiên đàng mới là của chúng ta. Và chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức rằng chúng ta chỉ có thể ở với Chúa được bao lâu chúng ta trở nên thánh thiện giống như Chúa. Điều này rất khó, nhưng không phải là không làm được. Với nỗ lực của bản thân và với lòng yêu mến Chúa, yêu mến tha nhân, chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta luôn mang trong mình trái tim của Chúa, một trái tim quảng đại, đủ lớn để đón nhận tất cả mọi người, đủ lớn để có thể tha thứ cho tất cả mọi người, và đủ lớn để làm cho mọi người có cơ hội được ở với mình, và tất cả những người mình gặp gỡ đều trở thành người thân của mình. Amen.